Chào mừng các con đến với tiết học làm quen văn học. Vậy là các con đã lên 4 tuổi rồi. Làm này các con hãy dõi theo cô Hà và cô Trang để có những tiết học thật thú vị nhé. Hôm nay cô Hà sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Nếu không đi học. Sau đây các con hãy chú ý lắng nghe nhé. Câu chuyện Nếu không đi học. Gà con đi học. Trên đường đi, gà con gặp dê con. Dê con ơi, đi học với mình đi. Dê con lắc đầu. Tớ có hẹn đá bóng với bạn gấu rồi. Gần đến nước, gà con lại gặp bướm vàng. Bướm vàng ơi, đi học với mình đi. Bướm vàng đủng đỉnh. Tớ không đi học đâu, đi chơi vui hơn. Gần đến trưa, gà con đi học về đã thấy dê con. Gấu con đứng ở cửa. Gà con ơi, đọc họ tớ hướng dẫn ở hộp thuốc này. Tụi tớ đã uống một viên rồi mà chả thấy đỡ. Nhưng các bạn bị đau ốm làm sao? Bạn gấu con thì bị đau bụng, còn tớ đá bóng bị chảy máu chân. Ồ, hai cái đau này không uống cùng một thứ thuốc được đâu. Để tớ đi lấy thuốc đỏ và băng băng, băng lại cho dê con. Còn gấu con bị đau bụng, bạn trước tiên hãy xoa dầu cao vào, sau đó chúng ta hãy đến bác sĩ voi để khám xem sao nhé. Dê con ngơ ngác, ơ, thế thuốc này không dùng được à? Đây là thuốc đau đầu, thế cậu lấy ở đâu ra thế? Tớ lấy trong tủ nhà tớ, tớ cứ tưởng cứ đau đầu là uống thuốc gì cũng khỏi. Ấy chết, thuốc là phải uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, bạn uống lung tung như thế, nguy hiểm lắm. Gấu con ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết vậy? Cô giáo Họa Mi đã dặn ở lớp thế mà. Và các bạn biết bạn gấu bị làm sao không? Gấu con bị đau bụng run đấy, vì bạn trước khi ăn không rửa tay. Nhưng bác sĩ voi đã cho bạn gấu con uống thuốc tẩy run rồi. Vừa lúc ấy, bướm trắng siêu bướm vàng vào. Bác sĩ hỏi, lại chuyện gì vậy? Bạn bướm vàng bị ngộ độc, bạn ấy không biết chữ, nên đã bay vào vườn hoa, đang báo, đang phun thuốc trừ sâu ạ. Bác sĩ lắc đầu và vội cấp cứu cho bướm vàng. Buổi chiều hôm ấy, bướm vàng tỉnh dậy và nói với các bạn rằng, các bạn ơi, ngày hôm sau chúng mình hãy đi học nhé. Không đi học, thật là tai hại. Các con ơi, cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện, nếu không đi học đấy. Câu chuyện nói về bạn bướm vàng này rất là chăm chỉ đi học. Tuy nhiên đó có bạn dê, bạn bướm vàng, bạn gấu này ham chơi hơn nên các bạn đã gặp một số rắc rối đấy. Và bây giờ để hiểu hơn câu chuyện này, chúng mình hãy nghe câu chuyện này một lần nữa nhé. Gà con đi học, trên đường nó gặp dê con. Đi học với mình đi, gà con rủ. Dê con lắc đầu. Tớ đã hẹn với gấu con đi đá bóng rồi. Gần tới lớp, gà con lại gặp bướm vàng. Bướm vàng ơi, đi học với mình đi. Bướm vàng đồng đành. Tớ chẳng thích học đâu, rong chơi sướng hơn chứ. Buổi trưa, gà con đi học về thì thấy dê con và gấu con chờ ở cửa. Gà con đọc giúp tớ lời hướng dẫn trên hộp thuốc này với. Tụi tớ uống một viên rồi mà chả khỏi. Nhưng các cậu ốm đau thế nào đã chứ? Gấu con đau bụng, còn tớ đá bóng bị ngã chảy máu chân. Gà con buồn cười quá. Hai cái đau ấy không dùng chung một thứ thuốc được. Để tớ lấy thuốc đỏ và bông băng băng lại vết thương cho dê con. Còn gấu đau bụng thì tạm bôi dầu cao đã, rồi đến bác sĩ voi khám xem sao. Ơ, thế thuốc này không dùng được à? Dê con ngơ ngác. Đây là thuốc chữa đau đầu. Cậu lấy ở đâu ra thế? Tớ thấy trong tủ thuốc nhà tớ. Tớ tưởng cứ là thuốc thì đau gì uống cũng khỏi chứ. Ấy chết, thuốc là phải dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Các cậu cứ uống lung tung thì nguy hiểm lắm. Sao cậu danh quá vậy? Gấu con ngạc nhiên hỏi. Cô giáo Họa Mi vẫn dặn cả lớp thế mà. Bây giờ chúng mình đến nhờ bác sĩ voi khám cho gấu nhé. Và các bạn có biết gấu con mắc bệnh gì không? Gấu con đau bụng run vì cậu ta không rửa tay sạch trước khi ăn đấy.
bác sĩ voi đã cho gấu uống thuốc tẩy run rồi. Vừa lúc ấy thì bướm trắng dìu bướm vàng vào. Gì nữa đây? Bác sĩ hỏi. Bạn ấy bị ngộ độc, bạn ấy không biết chữ nên bay vào vườn hoa đã có tấm biển đang phun thuốc trừ sâu. Bướm trắng thưa. Đến giờ mà còn có trẻ con không đi học để ra nông nỗi này. Bác sĩ voi lắc đầu rồi vội cấp cứu cho bướm vàng. Đến chiều thì bướm vàng tỉnh hẳn. Bướm vàng nói với các bạn, từ mai chúng mình sẽ cùng đến lớp học nhé. Không đi học thật tai hại. Vậy là nếu chúng mình mà lười không chịu đi học, sẽ không biết chữ, sẽ không được thầy cô dạy bảo nhiều điều bổ ích như thế, thì rất nguy hiểm phải không các bạn? Thế nên chúng mình phải đi học chăm chỉ các bạn nhé. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Vừa rồi các con đã được nghe câu chuyện Nếu không đi học. Sau khi các con nghe câu chuyện này, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn con mình trả lời câu hỏi xuất hiện trên màn hình nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh và các em học sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ học lần sau.